đứt ruột luôn cô chú anh chị. Trời ơi, chơi gì vậy mà chơi trời. Đúng 4 giờ chiều ha cô chú anh chị. Đưa tiễn anh Thương 44 tuổi đi karaoke, nhưng không may vợ chồng anh bị người ta hại ha cô chú anh chị, anh qua đời. Còn vợ anh thì hiện tại đang nằm viện. Buổi chiều hôm nay ngày 14 tháng 5 dạ con ở Long An. Đi luôn con ơi, đi. Dạ con Long An luôn. Dạ con đi chú ơi. Đây gặp chưa? Rồi em cầm đây. Bắt luôn đi. Đó là chú chị thì hiện tại cái đoạn đường nhà của anh Thương 44 tuổi đi ra cái khu vực, như là cái nơi mà trung cấp anh nó thì tầm khoảng 1 km thôi, đúng không chị? Đây là di chuyển xe. Bây giờ bà con đi theo rất là đông luôn hả? Đúng rồi. Bắt bà không có vợ phải nằm viện điều trị, không có lại hàng xóm mà đi đưa tiễn thôi đó, đúng không chị? Rất là đau lòng. Sự việc thì qua nay ở Bến Tre thì làm rúng động bà con. Vợ chồng đi karaoke hay sao anh? Đi karaoke nhưng mà không có ca rồi uống nước ra không biết làm sao đó, rồi ra bên kia xỉn, rồi bên kia xỉn chặn đường xách cây bữa. Trời ơi, nghe nói là anh gục tại chỗ luôn. Anh gục tại chỗ, đúng rồi. Hồi nãy thì có vợ của cái người nhà hại á. Dạ. Lên thắp cái nhang. Dạ. Chia buồn. Còn chuyện tiền bạc sao thì mình không biết chuyện đó. Rất là đau lòng luôn đó chị. Chạy xỉn như là không nổi á. Tiền nở tay lạnh á, rồi phải uống vài ba ly rượu vô là không kiềm chế được mình, rồi làm tầm bậy tầm bạ, giờ gia đình ta tan nát luôn rồi. Vợ nghe nói đâu, vợ giờ không biết là tỉnh hay là sao luôn nữa. Tỉnh rồi nhưng mà điều á là còn nằm ở bệnh viện không có về được. Dạ. Rất là nặng, hai cái tay rồi cái chúng nãy là cái ngực cái đầu vậy đó. Dạ. Thì chị la lên mà chồng là chồng tôi mất rồi mà vẫn cố tình mà hạ luôn mà. Là thấy là chị thấy là chồng của chị là mất rồi, nhưng mà bên hai vợ chồng đi chung. À. Là vượt ra là hạ cho người chồng cầm cây. À, người vợ thấy vậy mới la làng lên là tôi không biết gì hết đó, mà không phải tôi. Dạ. Đó, nhưng mà vẫn cố tình hạ, là người vợ la lên á là. Dạ. chồng tôi mất rồi. Dạ. vẫn hạ không ngưng luôn. Một người mẹ ruột với một người mẹ vợ, trời mưa tới luôn rồi ta. Rồi mẹ ruột với mẹ vợ đang đi phía sau hả? Không, anh không biết, nãy là có người mẹ vợ đi sau lưng á. Dạ, trời mưa luôn rồi cô chú chị ơi. Đêm quan tài ra chưa tới chỗ mà giờ trời mưa rồi. Này là cái đêm tốt đó Quân. Dạ. Những cái người móc á, khi mà quan tài đem ra tới huyện, hạ huyện trời mưa á, là con cháu sau này là làm ăn rất là khá giả luôn. Dạ. Này
bà ngoại chạy theo luôn. Bà ngoại già đi theo khóc quá trời luôn cô chú anh chị. Nè bà ngoại nè, đi theo nè, tóc bạc phơi luôn, già cả rồi. Đi theo kiểu con cháu mình lần cuối. Vừa đi vừa khóc quá trời luôn. Thấy tội nghiệp quá trời cô chú chị. Nãy giờ chạy phía sau nghe hụ hụ mà không biết ai. Đi theo con cháu lần cuối. Rất là đau lòng, anh thương thì cũng còn trẻ hơn, cô chị mới 44 tuổi thôi. Biển số 63 là bên Tiền Giang. Thôi mà tôi hiện tại thì áo quen với lại xe càng chống mà lại thầy đang đi phía trước thôi mà tôi hiện dắt đông bà con. Dắt cái mít vô cái áo á, làm gì vậy? Tới rồi. Tới nơi rồi đó, cô chú anh chị. Rồi coi nép đâu đậu xuống đi. Rồi từ từ Quân chạy qua Quân. Nép đậu một hàng thôi Quân, đậu hai hàng chút chứ anh có đi không được Quân. Trời ơi. Xe dướng. Đó, cô chú anh chị, hiện tại thì tới cái nơi cũng như là nơi mà chôn cất của anh Thương thôi chú anh chị. Bà ngoại thì già cả rồi, cũng đi theo tiễn cháu mình lần cuối. Rồi ngoại đứt lại. Đứt ruột luôn cô chú anh chị. Trời ơi, chết gì vậy mà chết rồi. Không lớn đâu, mưa không lớn đâu. Để lắm thì hai mấy nước à. Rồi ai già cả rồi, mưa mà cũng đi theo để tiễn cháu mình lần cuối cô chú anh chị. Có chiều nay thì cũng thấy rất là đông luôn ha. Thank you.
Ông bà bắt con chè này cháu chè đi. Nói nhau chỗ nào. Đường cháu về đây mưa luôn. Mưa nãy giờ đem ra là mưa lâm dâm luôn rồi. Đúng rồi. Đường cháu về này có nằm nhà đất mình luôn. Dạ. Cảm nhang. Hai lại. Quân Liên Hàng, Quân Liên Hàng. Dạ. Thì hiện tại thì thầy đang làm lễ để chuẩn bị xong thì sẽ đưa áo quen anh xuống cô chú anh chị. Đó thì cái câu chuyện xảy ra rất là đau lòng ở trong một cái vùng quê ở Bến Tre cô chú anh chị. Rất là đau lòng luôn. Anh Thương 44 tuổi cùng vợ mình hai người đi karaoke nhưng mà chưa có ca đi uống nước rồi quay về. Mà xảy ra một cái sự việc cũng như là bị một nhóm thanh niên dùng cây hành hung và anh Thương ra đi tại chỗ, vợ thì bị thương rất là nặng, hiện tại thì đang điều trị ở bệnh viện hay cô chú anh chị, không có về để dự cũng như là đưa tiễn anh lần cuối. Cái câu chuyện trong một cái gia đình của anh Thương rất là đau lòng, rất là nhiều những cái sự việc xảy ra rất là đau lòng luôn. Con cả nhà và ông bà cô chú anh chị mình đã đồng hành để xem hết video.